Giang Gia Đình xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với nhà về cây giống mận điều đỏ, hàng vừa mới cập bến tại vườn nhà mình luôn ha. Cái này thì do vận chuyển từ bằng xe tải lên nên cây nó còn nguyên, không cần phải dưỡng cả nhà nha. Cây to khỏe, cao từ 1m, từ khoảng 1m rưỡi cho đến 1m8 ha. Cái dòng cây này thì là cái giống mận miền Tây xưa mình nè. Trái nó có màu đỏ đậm cả nhà nha. Ăn thơm, ngọt, chấm ớt ăn là ngon tét nách luôn cả nhà nha. Đã lắm. Nó cũng có vị chua nhẹ nữa cả nhà ha. Đó. Thì cây này thì được cái là nó cái lá nó to á, nó sẽ ít rụng nè, nó tạo cái bóng mát rất là tốt ha. Là thứ nhất, thứ hai là cái lá nó ăn cũng được luôn. Cái lá non của nó mình là thường thường để dành mình cuốn bánh xèo hoặc mình làm rau sống ăn rất là ngon cả nhà nha. Cái vị chát nó sẽ ít hơn là lá xoài. Đó. Thường thường ai mà ăn bánh xèo rau rừng nhiều thì mình sẽ thấy cái cây này. Đó. Cái này ha, gốc to khỏe. Ồ vậy ổn định luôn. Đó, thuần chậu cả nhà nha. Cây này to nè, đó. Dáng mỗi cây mình quay cho cả nhà xem nè. Rất là đẹp luôn cả nhà nha. Cây này thì quá trời âm tầm, tán quá đẹp luôn cả nhà ha. Rồi, bà con ai thích sở hữu ngay một em mận điều đỏ mà cây đẹp tán lá âm tầm như vậy thì mình liên hệ với Gia Đình nha. Đó, mình sẽ chụp ảnh cây cụ thể, cây nào gửi đi mình sẽ chụp ảnh cây để mình cho cả nhà xem trước nha. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày thật là tốt lành ha.